Quy trình làm một chiếc nón lá. Cùng với áo dài, nón lá đã tạo nên nét đẹp riêng biệt, trở thành biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam. Nón lá có từ khá lâu đời, cho đến thời điểm hiện tại, nón lá vẫn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày và nghề làm nón tiếp tục được duy trì, phát triển. Nón lá không chỉ xuất hiện trong sinh hoạt đời thường mà còn đi vào thơ ca, nhạc, họa. Để tạo ra một chiếc nón đẹp, giản dị mà tinh tế như thế, người thợ phải thực sự khéo léo, tỉ mỉ và mất khá nhiều thời gian, công sức. Chọn nguyên liệu làm nón. Nón lá được làm bằng các loại lá khác nhau như lá cọ, lá buông, lá nón, lá dừa. Hai loại lá chính dùng làm nón là lá dừa và lá nón. Lá dừa là loại lá tốt nhất, bạn phải mua từ miền Nam. Lá được chuyển về thường là lá khô, người thợ phải xử lý cẩn thận qua lưu quỳnh. Như thế, lá có độ bền cũng như màu sắc đẹp nhất. Lá nón. Lá nón có nhiều ưu thế trong việc tạo độ bóng. Do đó, để có được chiếc nón hoàn hảo, bạn nên chọn lá nón. Chọn loại lá non vừa độ, phần gần lá có màu xanh, lá màu trắng xanh. Nếu như lá trắng và gân lá cũng trắng, chứng tỏ chiếc lá đó đã già, làm nón sẽ không được đẹp. Sau đó sấy khô, tẩm theo đúng quy định. Việc sấy khô được tiến hành trên bếp than bằng cách sử dụng bụi vải đặt lên bếp than có độ nóng vừa phải, hoặc dùng gan nóng bọc trong túi vải để ủi từng chiếc lá cho phẳng. Lá có phẳng, chầm nón mới đẹp. Sau khi sấy xong, phơi sương khoảng 2 đến 4 giờ cho lá bớt độ cứng và giòn. Dựng khuôn nón. Người thợ làm nón sẽ chút từng nan tre hoặc trúc, giang, vân vân, sao cho chúng có kích thước tròn đều và thường chỉ nhỉnh hơn que tăm một chút. Uốn nan tre thành từng vòng tròn có kích thước từ nhỏ đến lớn, xếp vào khung có hình chớp nhọn, dựng thành khuôn nón. Vòng nhỏ nhất có kích thước đường kính khoảng hơn 1 cm, vòng lớn nhất là vành nón đường kính khoảng 50 cm. Nang vành nón có kích thước lớn hơn cả, tạo độ cứng cho chiếc nón. Toàn bộ khung chiếc nón có 16 vòng. Các vòng nón đều phải tròn trặn, mịn màng, bóng chuốt. Quy trình ấy gợi nhớ đến dòng thơ lục bát quen thuộc của tác giả Tố Hữu. Nhớ người đang nón chút từng sợi giang, Việt Bắc. Lợp lá nón. Sau khi đã dựng được khuôn nón, sẽ đến khâu lợp lá nón. Khâu này đòi hỏi phải thực hiện khá điều tay, sao cho các phiến lá chồng lên nhau không bị xô lệch. Mỗi loại lá nón sẽ có độ dày mỏng khác nhau, tạo nên nét đẹp đặc trưng và cũng là nét đẹp rất riêng. Chiếc nón bài thơ xứ Huế được tạo nên bởi 3 lớp. Lớp trong gồm 20 lá, lớp ngoài cùng gồm 30 lá và lớp bài thơ được đặt nằm ở giữa. Khi xếp lá, người thợ phải khéo léo sao cho lúc chêm lá không bị chồng lên thành nhiều lớp, để nón đạt được độ thanh và mỏng. Soi lên ánh nắng, ta đọc được bài thơ. Nhìn thấy một đóa hoa hay hình cầu tràng tiền, chùa Thiên Mụ. Chính những chi tiết này đã tạo nên nét đẹp đặc trưng cho nón bài thơ, khiến du khách cảm thấy thú vị, say mê. Và một khi đã đến Huế, không thể không mua về làm quà. Nón bài thơ tạo nên nét lãng mạn và nét đẹp rất riêng của con người xứ Huế. Chầm nón. Nón được chầm bằng những sợi cước dẻo dai, săn chắc, có màu trắng trong suốt. Chiếc nón lá được tạo nên đẹp mắt hay không phụ thuộc vào những sự điêu luyện của đôi tay người thợ, và đặc biệt là cần phải đẹp từ đường kim mũi chỉ, tạo cảm giác đều đặn, dễ chịu. Dường như người làm nón muốn gửi gắm trong đó bao nâng niu, yêu mến của mình.
Khi nón đã chầm hoàn tất, người ta đính thêm vào chóp nón một trái xoài, được làm bằng chỉ bóng láng để làm duyên cho chiếc nón. Sau đó phủ lên nón một lớp dầu thơm, phơi đủ nắng, nón sẽ vừa đẹp vừa bền. Từ vành nón, khoảng nang thứ ba và thứ tư, người thợ sẽ dùng chỉ kết nhôi đối xứng hai bên để buộc quai. Quai nón thường được làm bằng lụa, the, nhung với các loại sắc như tím, hồng đào, xanh thiên lý, càng làm tăng thêm nét duyên tươi cho người đội nón. Chiếc nón lá giản dị thần thuộc với đời sống của người dân Việt Nam, đồng thời góp phần tô điểm cho vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ. Ở nước ta, Huế chính là vùng đất có nhiều nghệ nhân làm nón nhất, và những chiếc nón được tạo ra ở đây cũng đẹp nhất. Nó khá nhẹ nhàng, thanh thoát, giống như những người phụ nữ mỏng manh, yếu đuối mà vẫn cố gắng che chở cho người khác. Nón lá đã trở thành một biểu tượng của văn hóa dân tộc. Nhóm biên soạn tổng hợp từ web. Thời lượng của video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.